Các thân mến, cùng tiếp tục với dạng 1, dạng bài cho biết hiệu và cho biết tỉ số ở trong cái chủ đề hiệu tỉ này. Hãy cho mình cùng đến với bài tự luận 5 em nhé. Đề bài như sau. Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích nhanh với thầy. Số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ, tức là gạo tẻ nhiều hơn đúng không? Hay nói cách khác là mình có gạo tẻ này, chúng mình trừ đi gạo nếp thì là bằng 540 kg. Đầy đủ ra phải là số gạo tẻ em nhé. Số gạo tẻ trừ đi số gạo nếp bằng 540 kg, tức là đây là hiệu này em này. Vậy thì số gạo tẻ sẽ đóng vai trò là gì? Số gạo tẻ sẽ đóng vai trò là số lớn. Thế còn số gạo nếp sẽ đóng vai trò là gì? Là số bé. Xong chưa nào? Tiếp đến là chúng ta có tỉ số chưa? Chúng ta có tỉ số đây. Tỉ số ở đây đó là gạo nếp bằng 1/4 số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ. Tức là như thế nào? Số gạo nếp được nhắc lên trước thì sẽ ứng với lại số phần trên tử số đúng không? Vậy số gạo nếp sẽ chiếm 1/4 thì số gạo tẻ sẽ chiếm 4/4 như vậy. Đấy, các em đã hình dung ra chưa? Chúng ta hình dung vẽ sơ đồ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài giải nhé. Đầu tiên mình sẽ nói là ta có sơ đồ. Gạo nếp thì sẽ ứng với lại số phần bé hơn, ứng với 1/4 thì thầy sẽ vẽ là một đoạn có độ dài 1 cm nhé. Và tiếp theo chúng ta gióng thẳng điểm đầu xuống thì số gạo tẻ sẽ ứng với 4/4 như vậy, mỗi phần có độ dài 1 cm. Chúng ta gióng thẳng điểm cuối của đoạn thẳng gạo nếp xuống thì chúng ta sẽ nhìn ra được là gạo tẻ hơn gạo nếp là mấy phần ở đây các em. Và cái đoạn hơn này chính là hiệu đấy các em ạ. Nhớ cái này nhé. Cái đoạn mà gạo tẻ hơn, ba cái đoạn này chính là hiệu đấy các em. Đó. Hiệu ứng với lại 540. Đơn vị là kg. Gạo nếp chúng ta đang cần tìm. Chúng ta vẽ đường cong nét đứt. Chúng ta sẽ ghi là hỏi chấm và đơn vị là kg. Gạo tẻ sẽ là điểm đầu này cho đến điểm cuối cùng này. Đường cong nét đứt, hỏi chấm, đơn vị là kg. Có sơ đồ rồi, bây giờ mình sẽ nói là theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là, thì ta sẽ lấy số phần nhiều hơn trừ đi số phần ít hơn. Số gạo tẻ là 4/4, gạo nếp là 1/4. Ta lấy 4 trừ đi 1 thì bằng 3/4 bằng nhau. Đơn vị là phần nhé. 3/4 bằng nhau này ứng với là hiệu là 540. Như vậy chúng ta có tính được giá trị 1/4 chưa nào? Ta lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau các em nhé. Đến đây ta nói là giá trị của 1/4 là, thì ta lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau, 540 các em chia cho 3. Các em thực hiện đặt tính ra nháp nhé, thì ta sẽ được kết quả đấy là bằng 180. Đơn vị là kg. Rồi chúng ta đã tính xong giá trị của 1/4 rồi. Bây giờ mình sẽ lời văn để tìm số gạo mỗi loại đúng không? Mình sẽ nói là cửa hàng có số kg gạo nếp là, thì chúng ta sẽ lấy giá trị của 1/4 này nhân với số phần gạo nếp. Gạo nếp có 1/4 thôi thì mình sẽ lấy 180, chúng mình nhân với 1 thì sẽ bằng 180 kg. Và tiếp theo mình sẽ nói là cửa hàng có số kg gạo tẻ là, thì chúng mình sẽ lấy giá trị của 1/4 chúng ta nhân với lại số phần gạo tẻ. Giá trị 1/4 là 180. Đây, gạo tẻ ứng với 4/4 bằng nhau, ta sẽ lấy 180 nhân với 4 lên thì chúng mình sẽ được kết quả là bằng 720. Đơn vị là kg. Nếu như chúng mình không muốn tính như vậy thì chúng ta còn cách khác, đó là chúng ta có thể lấy số bé cộng với hiệu, tức là lấy 180 này chúng ta cộng với hiệu là 540 thì mình vẫn sẽ ra là 720 thôi. Gạo nếp 180 kg, gạo tẻ 720 kg. Như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 5 có trong cái dạng số 1, đó là cho biết hiệu, cho biết tỉ số rồi các em ạ.